Và Cụm Khanh xin chào tất cả quý vị và các bạn. Để chúc mừng cho sinh nhật của cụm rạp BKTS tròn 2 tuổi thì từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 năm 2017 tại cụm rạp BKTS số 19 Cao Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra chương trình bốc thăm may mắn vô cùng hấp dẫn và thú vị dành cho tất cả chúng ta. Thưa quý vị, các bạn đến với cụm rạp BKTS mua một vé xem phim, chúng ta sẽ nhận ngay một phiếu bốc thăm trúng thưởng và những phần quà hết sức giá trị dành cho tất cả các bạn. Đó chính là 5 bộ rạp Edina, 2 chiếc điện thoại Musashi đến từ hãng Freetail của Nhật Bản và 50 bộ collagen Adiva sẽ dành cho tất cả quý vị các bạn may mắn khi tham gia bốc thăm trúng thưởng vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2017 tại cụm rạp BKTS số 19 Cao Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Và trong ngày hôm đó, Phạm Trung Thanh sẽ có mặt tại cụm rạp BKTS để cùng thổi nến và chúc mừng sinh nhật cụm rạp BKTS cùng với tất cả quý vị. Chúc cho tất cả quý vị các bạn may mắn và mang về những phần quà hết sức thú vị và hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại. BKTS vui giải trí, vui bạn bè.